Đây anh chị, những cái chậu Ben như vậy nè, ở tầm vài tháng nữa là nó sẽ bằng phi chậu 12 luôn. Tuy nhiên là vườn không còn chỗ trồng nữa, cây cực đẹp luôn nha, nên chia sẻ anh chị mình giá rẻ luôn. Anh già tầm khoảng là từ 3 tới 4 tháng nữa sẽ cho hoa, có thể là 2 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ để cho anh chị một chậu như vậy với mức giá 16.500 bằng cây thanh lý luôn anh chị, mà cây rất đẹp, Ben Suda xưa nha. Xin chào mừng quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với Hoa Lan Di Phong. Và đợt này em đang có một dòng Ben xưa anh chị, đang phải nói là cực kỳ đẹp luôn á, đang xanh mượt. Và những cái chậu như vậy nè, đó anh chị thấy, nó cũng cao, nó cũng bự rồi. Ben Suda thì cỡ một gang tay thì sẽ cho ra hoa thôi, nhưng mà do là không còn diện tích để trồng nữa thì chia sẻ anh chị mình luôn, 10 cốc Ben Suda như vậy, cây cực đẹp, không có lỗi lá tí nào hết. Anh chị về anh chị cứ trồng lại, anh chị có thể trồng thang hoặc sơ dừa, hoặc là anh chị có thể tham khảo cách trồng dendro của Hoa Lan Di Phong bằng cách là tìm cái từ khóa đó đó, cách trồng cây dendro này nè của Hoa Lan Di Phong, thì sẽ ra một cái clip em đã hướng dẫn cho anh chị về cách trồng. Và với mức giá 16.500 đồng này á, thì là 10 cốc Ben Suda xưa như vậy sẽ với mức giá là 165.000. Em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc, tặng kèm riêng cho cô chú anh chị một cái gói kích rễ bật mầm thành ra là Root Power. 10 cốc đó đẹp, anh chị thấy nó đang lô xanh mượt luôn nè, nhưng mà không có chỗ trồng, nên là chia sẻ cùng với anh chị có những chậu rất là đẹp bụi lùm nữa nè. Anh chị mình thấy em sẽ lấy những cái cây đẹp đẹp như vậy thôi, không có lấy cây một thân cho anh chị mình đâu. Đặt hàng á, 10 cốc Ben Suda xưa này thì anh chị cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng cho anh chị. Dòng Ben Suda xưa này anh chị có thể làm thành những chậu tác phẩm bự nè, to đẹp và hoa cực kỳ thơm. Nó có tên gọi khác là đệ nhất thơm mà anh chị, hoa vàng lâu tàn nữa. Nó là dòng số 1 của dòng dendro nắng xưa mình luôn á. Thì anh chị nào có diện tích, có nhu cầu, anh chị có thể là mua về ghép chậu, mua về trồng nhân giống anh chị, mới với mức giá cực kỳ rẻ. Đợt này em bán giống như thanh lý, tranh thủ đặt hàng, để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ để gửi hàng cho anh chị mình ha.